Tôn Hoa Sen 2017 diễn ra chặng đua thứ 5 với lộ trình từ Hà Tĩnh đi Đồng Hới, Quảng Bình. Đây là chặng đua đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các cua rơ Việt Nam sau 3 chặng liên tiếp nhìn các đối thủ nước ngoài bứt lên. Vô căn chặng tiếp theo thì hơi khó rồi. Tại khả năng em với Minh thì rất là yếu đều, nên em chỉ cố gắng thôi. Hôm nay là một ngày thi đấu hết sức thành công của các tuyển thủ quốc gia khi về đích ở 4 vị trí còn lại. Gặp phải chính là mặt sân cỏ nhân tạo. Hai buổi tập làm quen rõ ràng là khoảng thời gian chưa đủ để các cầu thủ Việt Nam thích nghi được với độ nảy của trái bóng ở mặt sân Olympic Campuchia. Đó là lý do tại sao các cầu thủ VBA thay đổi lớn nhất mùa này là có 6 đội tham dự thay vì 5 như ở mùa giải đầu tiên. Tân binh Thăng Long Warrior với sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tuyển mộ được nhiều cầu thủ đã khẳng định tự mình ghi bàn vào lưới đối phương mà phải cần tới sự trợ giúp của hậu vệ Fencher. Nhưng trong suốt gần 30 phút còn lại, các tiền đạo của Argentina đã không thể có được thêm bàn thắng nào và chấp nhận chia điểm với nên cả hai hầu như không gặp khó trong những game đấu của mình. 3 trong số 4 set đấu đã phải phân định thắng thua trong loạt tie break, và ở đây thì Anderson là người xuất sắc hơn. Anh thắng trong loạt tie break ở set 1 và set 4.